Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay thứ hai ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa với cường độ mạnh trong khoảng thời gian ngắn đã gây ngập úng nhiều nơi, một số địa phương ghi nhận thiệt hại về nhà cửa do lốc xoáy. Tính đến chiều nay, 100% các phương tiện tàu thuyền của tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở về các khu neo đậu tránh trú. Quy hoạch cây xanh đô thị vẫn là một vấn đề cần được quan tâm hơn nữa để không chỉ giữ được tỷ lệ mật độ cây xanh mà còn phải tạo được bản sắc riêng cho đô thị Huế. Thưa quý vị, sau 6 tuần triển khai, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 thu hút gần 200.000 lượt dự thi của gần 178.000 người tham dự. Đây là con số được đưa ra tại lễ tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham dự và phát biểu tại sự kiện. Tỉnh trung bình mỗi tuần có trên 33.000 lượt tham gia, cao điểm nhất là tuần thứ 5 với hơn 40.200 lượt dự thi. Đảng bộ thị xã Hương Thủy dẫn đầu về số người dự thi với trên 47.000, tiếp đến là thành phố Huế gần 42.000 người. Với việc tích cực tuyên truyền vận động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đảng bộ hai huyện miền núi là Nam Đông và A Lưới cùng luôn nằm trong nhóm các đơn vị có số người tham gia dự thi đông trong các tuần thi. Kết quả cuộc thi có thể thấy là không chỉ giới hạn trong đội ngũ những người làm công tác dân vận của tỉnh mà đã thu hút số lượng lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Từ đó tác động mạnh mẽ đến nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Đánh giá sự đổi mới trong công tác tổ chức cũng như phương thức triển khai cuộc thi của Ban dân vận tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận ý nghĩa tích cực cuộc thi mang lại, khi đây là dịp để đội ngũ những người làm dân vận, cán bộ, đảng viên, toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ôn tập và cập nhật những kiến thức chung về công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm hiểu dân nói và nói dân hiểu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban dân vận tỉnh ủy đưa bộ 19 câu hỏi và đáp án của cuộc thi vào sổ tay dân vận, cung cấp kho dữ liệu đối với dân vận các địa phương, tiếp tục cập nhật truyền đạt kiến thức từ cuộc thi, góp phần hình thành mạng lưới dân vận của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp. Tại hội nghị tổng kết, ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải tuần 6, trong đó giải nhất và giải ba đều thuộc về các cá nhân đến từ trường tiểu học số 2 Quảng Vinh, huyện Quảng Điền. Giải nhì được trao cho chị Nguyễn Thị Thơm, nhân viên y tế trường mầm non Hương Phú, huyện Nam Đông. 13 tập thể và cá nhân có những đóng góp cho cuộc thi cũng được tặng thưởng. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương có buổi tiếp xã giao đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, bà Vuziwa Tulelo, nhân chuyển thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Bày tỏ vui mừng đón tiếp bà Vuziwa Tulelo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc đại sứ và đoàn công tác có chuyển thăm và làm việc đạt nhiều kết quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu tổng quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với các đối tác Nam Phi. Đề nghị phía đại sứ quán Nam Phi tiếp tục dành sự quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua việc đề xuất kiến nghị với chính phủ và các cơ quan liên quan của Nam Phi nhằm tạo cơ chế chính sách tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đầu tư thương mại du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các đối tác từ Nam Phi, khuyến khích hợp tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm như dệt may, giày da, thiết bị điện tử, ICT. Về văn hóa, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn phía đại sứ quán quan tâm tạo điều kiện tổ chức những chương trình hợp tác về trao đổi văn hóa, đặc biệt là giới thiệu các đoàn nghệ sĩ Nam Phi tham gia các kỳ Festival Huế, để công chúng có cơ hội được tiếp xúc, tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật của Nam Phi. Bà Vuziwa Tulelo gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo tỉnh đã có buổi đón tiếp trọng thị chu đáo, đồng thời cho biết rất ấn tượng với cảnh quan, văn hóa, con người của Thừa Thiên Huế. Bà Vuziwa Tulelo sẽ cử đoàn nghệ thuật tham dự Festival 2024 để trao đổi văn hóa giữa hai địa phương. Năm 2023 là năm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi, 22 tháng 12 năm 1993, 22 tháng 12 năm 2023. Hai bên đã phối hợp triển khai một số hoạt động thiết thực. Bà Vuziwa Tulelo hy vọng qua chuyến công tác lần này, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển, mở ra nhiều bước đi mới trên nhiều lĩnh vực trong hợp tác phát triển. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về học tập kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp và làm việc với đoàn.
Về phía Bắc Cạn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã thông tin sơ lược về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân, công tác chuyển đổi số đã tạo sức lan tỏa trong tất cả các hoạt động của đời sống xã hội, bước đầu tạo sự thay đổi căn bản trong hoạt động của chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều ứng dụng thông minh và hoạt động rất hiệu quả, nhất là ứng dụng Huế X của trung tâm đã phát huy tác dụng rất rõ rệt trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, phản ánh hiện trường. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn, đặc biệt ấn tượng với kết quả thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là triển khai ứng dụng Huế X. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự sáng tạo, nỗ lực, cố gắng của các sở ban ngành địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế đã khắc phục được những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Đây sẽ là kinh nghiệm quý để tỉnh Bắc Cạn thực hiện hiệu quả đề án này. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn mong muốn các sở ngành của hai địa phương sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ để triển khai hiệu quả các chương trình chuyển đổi số trong thời gian tới. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư pháp do Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Báo cáo của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã thụ lý 450 vụ việc, đã hoàn thành 247 vụ việc. Số lượng các vụ việc thụ lý và thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 27% so với cùng kỳ. Đến nay, cơ bản các trợ giúp viên đảm bảo chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng do Bộ Tư pháp bàn giao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng của Sở Tư pháp và các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã tham gia đóng góp các ý kiến nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của công tác trợ giúp pháp lý, đồng thời đưa ra một số kiến nghị đề xuất với Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp như tăng cường tập huấn chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như hỗ trợ kinh phí hoạt động ngay từ đầu năm để Trung tâm có kế hoạch triển khai. Đề nghị quan tâm đến chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trợ giúp viên, công tác viên pháp lý ở cơ sở, v.v. Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, ý kiến của lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp Cù Thu Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác cũng đã trao đổi, tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc hiện nay về công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng dẫn giải đáp những kiến nghị của trợ giúp viên. Thưa quý vị, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên trong ngày hôm nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, ngay trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc họp khẩn do Phó Chủ tịch Hoàng Hải Minh chủ trì để chỉ đạo ứng phó tình hình, đảm bảo an toàn về người và tài sản, nhất là các khu vực xung yếu, các công trình dự án trọng điểm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chủ động ứng phó khi mưa lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường, xã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lớn trên các kênh truyền thông, chủ động triển khai các phương án phòng chống ứng phó thiên tai, triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng càng đến kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Ra soát các công trình đang thi công có phương án chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức ra soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven sông suối, cửa sông, ven biển, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, tổ chức quản lý và tuyệt đối cấm cho tàu thuyền không đủ điều kiện đảm bảo an toàn đi biển ra khơi từ 7 giờ ngày 25 tháng 9, bao gồm cả sổ ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển đầm phá. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức bảng phạm hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, nước từ thượng nguồn đổ về ao ạt, các ngầm đập tràn nhanh chóng ngập chìm trong dòng nước chảy mạnh. Đây là mối nguy hiểm khôn lường khi người tham gia giao thông. Chính vì thế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương ngăn cấm người dân không được đi qua khu vực này. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý tình hình mưa lũ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các địa phương phải chủ động việc sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung yếu, đảm bảo lương thực thực phẩm để chủ động nếu xảy ra tình trạng chia cắt.
Trước tình hình áp thấp nhiệt đới gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức bắn pháo hiệu, đồng thời liên lạc hướng dẫn tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Tính đến chiều nay, 100% các phương tiện tàu thuyền của tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở về các khu neo đậu tránh trú. Đúng 14 giờ chiều, chiếc tàu cá cuối cùng mang số hiệu TTH-94015 cập bến an toàn và làm các thủ tục tại trạm biên phòng cửa khẩu Thuận An. Như vậy, toàn bộ tàu thuyền của Thừa Thiên Huế đang hoạt động ngoài khơi, các vùng có nguy cơ đã vào bờ an toàn. Để chủ động ứng phó với diễn biến rất nhanh của thiên tai, ngay trong đêm qua và rạng sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển sử dụng hệ thống thông tin tìm kiếm cứu nạn, thiết bị vô tuyến, thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển tạm dừng hoạt động sản xuất, khẩn trương vào bờ để phòng tránh thiệt hại. Chúng tôi đang đánh bắt ngoài biển và nghe tin Bộ đội Biên phòng báo cáo về thời tiết ở ngoài biển xấu, nên chúng tôi kịp thời quay vào để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Từ ngày hôm qua đến bây giờ đến ngày hôm nay là chúng tôi nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như là đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, là chúng tôi đã chủ động tích cực kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng và khẩn trương vào bờ để neo trú ẩn thời tiết xấu trên biển. Qua quá trình kêu gọi thì bà con cũng đã chấp hành rất là tốt, là tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển đã trở về nơi neo đậu an toàn. Sẵn sàng ứng phó với cao điểm mùa mưa bão năm nay, Thừa Thiên Huế đã đưa vào hoạt động 3 khu neo đậu tránh trú vừa mới được nâng cấp trên địa bàn, gồm âu thuyền Phú Hải, huyện Phú Vang, khu neo đậu cảng cá Thuận An, thành phố Huế và khu neo đậu cảng cá Tư Hiền, huyện Phú Lộc. Kết hợp với cơ sở hạ tầng cảng cá sẵn có, các khu neo đậu tránh trú đảm bảo sức chứa cho gần 2.000 phương tiện trong điều kiện thời tiết xấu. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu neo đậu tránh trú bão xã Phú Hải. Thống kê trong 24 giờ qua đã có hơn 1.500 phương tiện lớn nhỏ như thế này vào bờ tránh trú an toàn. Sau khi kêu gọi thành công các phương tiện vào bờ, thì công tác hướng dẫn các phương tiện vào khu tránh trú cũng như neo đậu theo quy định cũng được các đơn vị tiếp tục triển khai nhằm đảm bảo tối đa an toàn cho người và phương tiện trước những diễn biến phức tạp của thiên tai trong những ngày tới. Đến thời điểm này là ngành nông nghiệp đã huy động tất cả các cái cơ quan và đã thông báo kịp thời cho các cái tàu thuyền, và đến 15 giờ ngày hôm nay thì tất cả các cái tàu thuyền đã về neo đậu tới an toàn. Thì ngành nông nghiệp đã chỉ đạo ban quản lý cảng cá cùng với là chi cục thủy sản là phân công anh em về trực 24/24 và hướng dẫn các cái tàu thuyền là neo đậu một cách an toàn tại các cái nơi đã quy định cụ thể. Đang trong mùa cao điểm khai thác kết thúc vụ cá Nam và chuẩn bị cho vụ cá Bắc, các ngành chức năng khuyến cáo bà con ngư dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai trong những ngày tới và chỉ được ra khơi trở lại khi thời tiết thực sự chuyển biến tốt, nhằm tránh những thiệt hại về người và tài sản. Mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến nhiều khu dân cư vùng đầm phá ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại về nhà cửa. Thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế cho biết, 35 ngôi nhà của người dân tại khu vực Xóm Đá, tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế bị tốc mái, 3 người bị thương. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối ngày 24 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Đến 9 giờ ngày 25 tháng 9, tại khu vực Xóm Đá, tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế bất ngờ có dông lốc mạnh đã làm tốc mái 35 ngôi nhà. Trong đó có 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 người bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại trạm y tế phường Thuận An, thành phố Huế. Hiện nay, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để sớm ổn định cuộc sống. Ngay trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động các mũi công tác cơ động về các vùng xung yếu, chịu thiệt hại để giúp chính quyền và nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả. Tại xã Quảng Thanh, huyện Quảng Điền, hàng chục ngôi nhà của người dân bị tốc mái hư hỏng nặng sau trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay. Do trực tiếp chịu ảnh hưởng của trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 9, nên ngôi nhà của ông Trần Dũng, sinh sống tại thôn Thành Trung, xã Quảng Thanh, đã bị thiệt hại nặng nề. Để giúp gia đình tạm ổn định cuộc sống trong lúc mưa gió, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền đã huy động cán bộ nhân viên, lực lượng dân quân đến giúp gia đình dùng tấm bạt lớn căng tạm thời trên mái nhà để gia đình ở tạm trong những ngày tới. Với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền, sau gần 1 giờ, mái nhà của gia đình ông đã tạm thời được khắc phục. Thì qua cái lốc xoáy ngày hôm nay thì gia đình tôi đã thiệt hại rất nhiều.
60-70%, mái đó bay cả. Và hiện nay thì gia đình cũng đã mua bạc để là che chắn lại, cũng như là các anh em bộ đội đến giúp. Tôi cũng chân thành cảm ơn là quân đội. Ngay sau khi nhận được thông báo của lãnh đạo xã Quảng Thanh về xảy ra lốc xoáy ở Thanh Trung và Thủy Điền, Ban chỉ huy quân sự huyện đã kịp thời báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời cử lực lượng về cùng tham gia về cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng dân quân cơ động của xã Quảng Thanh khắc phục, giúp đỡ di dời một số hộ ra khỏi khu nguy hiểm. Theo thống kê, trận lốc xoáy đã làm hàng chục ngôi nhà của người dân xã Quảng Thanh, huyện Quảng Điền bị tốc mái, hư hỏng nặng. Mưa lớn cũng làm nhiều tài sản của người dân bị ướt và hư hỏng. Tuy nhiên rất may, trận lốc xoáy không gây ra thương tích cho người dân địa phương. Ngay sau khi trận lốc đi qua, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng có mặt tại các địa điểm, các gia đình bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên, nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo cho các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục những thiệt hại, cũng như sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có yêu cầu. Ban tổ chức các lễ hội đèn lồng, lễ hội lân sư rồng, quảng diễn tuồng Huế ngàn xưa âm vọng và nhiều hoạt động khác cũng đã thông báo tạm hoãn sự kiện diễn ra vào chiều và tối nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ trong các bản tin tiếp theo. Tiếp tục với những thông tin khác, chiều nay Đại học Huế tổ chức lễ công bố nghị quyết công nhận hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế. Tham dự có ông Phan Xuân Toàn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Phương, giám đốc Đại học Huế cùng lãnh đạo các trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế. Phát biểu tại lễ công bố, phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Phương, giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, nhiệm kỳ hiệu trưởng Đại học Kinh tế Đại học Huế diễn ra trong thời điểm có nhiều cơ hội xen lẫn thách thức. Đồng thời mong muốn tân hiệu trưởng tiếp tục phát huy lợi thế truyền thống, những thành quả đạt được cùng cán bộ viên chức nhà trường đưa đơn vị phát triển, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước. Giám đốc Đại học Huế đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế trong hai nhiệm kỳ qua. Phát biểu nhận nhiệm vụ, phó giáo sư tiến sĩ Trương Tấn Quân đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học Huế và cán bộ viên chức lao động của nhà trường đã dành sự ủng hộ và tín nhiệm bổ nhiệm hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. Tân hiệu trưởng cam kết bằng toàn bộ tâm huyết, nghị lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế phát triển vững mạnh, hướng đến đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý. Chiều nay, Liên đoàn Lao động thành phố Huế tổ chức tổng kết hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Huế đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều công trình, phần việc cụ thể. Tiêu biểu trong đó là đã tổ chức chương trình Ngày hội 1.000 quà Tết gắn kết yêu thương, qua đó trao hơn 1.100 xuất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, hỗ trợ cho 43 cháu mồ côi còn đoàn viên công đoàn trực thuộc thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức chương trình tặng áo dài với hơn 1.200 bộ áo dài được trao đến đoàn viên nữ với tinh thần hãy cho đi để còn mãi. Dịp này, 4 đoàn viên công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn của Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã tổ chức trao giải cuộc thi sáng tạo video clip tuyên truyền về hoạt động thi đua xây dựng trụ sở cơ quan phường xã văn minh xanh sạch đẹp năm 2023. Theo thống kê, thành phố Huế có hơn 65.000 cây xanh đô thị, trong đó trên đường phố có hơn 38.000 cây với khoảng 60 chủng loại, vượt tiêu chuẩn cây xanh đối với đô thị loại 1 và là nền tảng quan trọng để xây dựng một thành phố sinh thái kiểu mẫu. Tuy nhiên, về lâu dài, quy hoạch cây xanh đô thị vẫn là một vấn đề cần được quan tâm hơn nữa để không chỉ giữ được tỷ lệ mật độ cây xanh mà còn phải tạo được bản sắc riêng cho đô thị Huế. Nhiều năm trở lại đây, Huế là thành phố xanh với hệ thống cây xanh đa dạng về chủng loại, với tỷ lệ che phủ cây xanh trên đầu người rất cao. Bên cạnh đó, cảnh quan môi trường cũng sạch đẹp lên từng ngày. Để có được những giá trị đó là một sự tiếp nối của nhiều thế hệ người Huế, cũng như sự chỉ đạo xuyên suốt của chính quyền, trên cơ sở một vùng đất có truyền thống yêu thiên nhiên và lối sống xanh. Với hàng loạt các chương trình được triển khai hiệu quả như Ngày Chủ nhật xanh,
Huế, thành phố bốn mùa hoa, dòng hương trong xanh, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, trật tự trị an đã thay đổi một cách rõ nét về nhận thức của người dân. Qua đó, thực hiện chủ trương của chính quyền địa phương về xây dựng một thành phố Huế xanh, sạch, sáng. Đối với công tác quy hoạch, thì thành phố luôn chú trọng đến việc gắn quy hoạch đô thị cùng với quy hoạch cây xanh, luôn bố trí một khoảng diện tích đất để đảm bảo cái cây xanh ở cả cái khu đô thị này. Và thứ ba đó là tiếp tục bảo tồn và giữ gìn những cây xanh cổ thụ hiện nay đang còn ở trên thành phố, và đặc biệt là không phá vỡ những thảm cỏ xanh ở dọc các cái bờ sông để làm xây dựng các cái bờ kè. Về quy hoạch cây xanh thì thành phố cũng đang mời các cái đơn vị tư vấn để thiết kế lại các cái cây xanh ở tại các cái tuyến đường nhằm đảm bảo vừa đẹp vừa thân thiện, và đặc biệt là nó phù hợp với thời tiết khí hậu ở của thành phố Huế. Thành phố Huế là cái thành phố đô thị lõi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong những năm qua thì thành phố cũng đã được các cái tổ chức quốc tế cũng như là Bộ Xây dựng cũng đã công nhận là một cái thành phố xanh. Hiện nay để mà giữ vững cái danh hiệu đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân thành phố triển khai lập cái kế hoạch để làm thế nào đó để duy trì và phát triển, và đặc biệt là duy trì được cái danh hiệu này. Trong cái thời gian qua thì thực hiện cái mục tiêu phấn đấu toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thì với cái mục tiêu là cái đô thị lõi trở thành là một trong những cái đô thị xanh sạch và sáng, thì cây xanh cũng đã được đầu tư chỉnh trang rất là đối với các cái tuyến phố trên địa bàn của tỉnh. Để giữ vững và phát triển bền vững danh hiệu thành phố xanh, nhiều giải pháp đã được thành phố Huế tập trung triển khai. Trong đó trọng tâm là phát triển du lịch dịch vụ, hạn chế các loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đồng thời khuyến khích xây dựng kiến trúc xanh, ưu tiên bảo tồn, phát huy các giá trị di sản và cải tạo cảnh quan môi trường đô thị. Bên cạnh đó, công tác duy trì, chăm sóc phát triển mảng xanh đô thị cũng không ngừng được chú trọng, quan tâm, góp phần tăng cường mảng xanh, tạo mỹ quan cho đô thị di sản Huế. Căn cứ trên nghị định 64 của Chính phủ, nghị định 06 của Ban nhân dân tỉnh, thì về cây xanh cũng tham mưu cho thành phố quy hoạch và thiết kế lại một hệ thống cây xanh trên các tuyến đường. Cái thứ nhất đó là hoàn chỉnh lại một số tuyến đường chính trong thành phố để đảm bảo theo cái quy định của trung ương cũng như của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cái thứ hai là bên cạnh một số những cái chủng loại cây là có sẵn cái bản địa, thì chúng về phía trung tâm cũng là nghiên cứu một số chủng loại cây mới, giống hoa mới để tạo cái sự phong phú đa dạng cho cây xanh đường phố. Và cái thứ ba đó là cái giải pháp đó là bảo tồn các cái hệ thống cây xanh, cây cổ thụ. Thì giải pháp bảo tồn đó là chúng tôi cũng phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và phát hiện những cái cây mà có dấu hiệu xấu bệnh và phải tăng cường các cái biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng như nhiều thành phố lớn khác, Huế đang đối diện với nhiều thách thức với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng một định hướng chính sách để thúc đẩy quy hoạch và thiết kế hướng tới phát triển đô thị xanh thông minh. Huế tương lai sẽ là một thành phố hài hòa với môi trường, có cảnh quan thiên nhiên đồng bộ với quần thể di sản cổ đô, phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa bảo tồn và phát triển. Tất cả những vấn đề trên cho thấy, việc phát triển đô thị cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo định hướng phát triển Thừa Thiên Huế là đô thị di sản trong tương lai. Hệ thống quy hoạch cây xanh hai bờ sông Hương và công viên hai bên bờ sông Hương cũng đã được kiểm tra. Các cái khu vực cho các cái đô thị mới thì hiện nay cũng đang được triển khai rất là mạnh mẽ và đầu tư hệ thống cây xanh nhằm tăng các cái chỉ tiêu về cây xanh, nó đảm bảo được cái chỉ tiêu là cây xanh của đô thị loại 1 là đảm bảo trên 5 mét vuông cho một đầu người. Hiện nay thì tỉnh cũng đang tập trung để triển khai tiếp một số các cái nội dung để nhằm tạo ra cái bộ mặt đô thị để phấn đấu khi mà chúng ta trở thành thành phố trực thuộc sẽ là trở thành một thành phố xanh của Việt Nam. Thừa Thiên Huế đang trên lộ trình phát triển lên thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025, hướng đến đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Vì vậy, việc hình thành và phát triển hệ thống không gian xanh có vai trò quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị xanh, thân thiện với môi trường. Gắn với việc quy hoạch đầu tư của nhà nước, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm,
chung tay cùng chính quyền trong phát triển cây xanh, tạo mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.